Bố, bố Khang Khang, bố ơi, bố ơi. Đừng gọi lung tung, bác ấy không phải bố. Bác ấy là bác rể, là bác rể. Bố, bố. Được rồi, không chơi với bác nữa. Nào, anh là bố của Khang Khang, không phải bác rể gì đó. Không phải. Khang Khang có bố, là em với. Vẫn muốn lừa anh. Anh đã biết rồi. Khang Khang chính là con ruột của anh. Tô Vũ Hàm, em thật tàn nhẫn, lại che giấu thân thế của Khang Khang, tước bỏ quyền được nhận bố của Khang Khang, tước đoạt cơ hội anh yêu thương Khang Khang. Xin lỗi, nếu em nói em không muốn làm ảnh hưởng tới hôn nhân của anh và Vũ Đồng, vậy nên em mới đưa ra quyết định như thế. Cô giáo chúng tôi quá vất vả, sao cô nhẫn tâm thế? Vũ Đồng, xin lỗi, tôi cũng hết cách, không cần nói nữa. Dù sao tôi cũng chưa có con. Chúng tôi quyết định để Khang Khang nhận lại tổ tông. Sau này Khang Khang sẽ theo tôi, không về nữa. Không. Nào, con trai, tới chỗ mẹ, đi ra. Con trai, con trai, tránh ra. Trả Khang Khang cho tôi. Khang Khang, con trai, trả con trai cho tôi. Con trai của mẹ, tới chỗ mẹ. Khang Khang. Quá ra là giấc mơ. Anh về rồi. Em sao thế? Em không sao. Anh biết em đang lo chuyện của Khang Khang, mới lo được lo mất, tâm phiền ý loạn như thế. Một mình em giấu bí mật này thật sự quá dày dò. Sao không nói ra luôn, công khai thành thật giải quyết? Không, em mới mãi không nói bí mật này ra đâu. Không lẽ em cứ muốn mãi lo lắng thấp thỏm như thế này sao? Bản thân em cũng thấy rồi. Bây giờ quan hệ của Khang Khang và Tuấn Kiệt ngày càng tốt. Tình thân cha con là trời sinh. Trừ phim có thể ngăn cách bọn họ hoàn toàn mãi mãi. Nếu không, nỗi sợ của em sẽ chỉ ngày càng lớn hơn. Em vẫn giữ Khang Khang lại bên cạnh mình thôi. Bớt đêm dài lắm mộng. Quyết định vậy đi. Cứ thế đi. Đúng là vô dụng, không đi nổi hai bước. Cẩn thận Tuấn Kiệt. Để tôi. Thế nào? Đừng nản lòng, thử lại xem. Bỏ đi, anh không tập nữa. Anh tự bỏ luôn thế này sao? Anh tập lâu như vậy rồi, cũng không có chút tiến bộ nào. Anh thấy mãi mãi không được nói lời đen đuổi. Hạo Nhiên nói rồi, chỉ cần chăm chỉ tập phục hồi, anh chắc chắn sẽ khỏi thôi. Hạo Nhiên là bác sĩ, anh ấy nói chắc chắn không sai được. Em cảm thấy anh sẽ khỏe lại sao? Tuấn Kiệt, em tin anh nhất định có thể. Em sẽ ở bên anh. Bất kể mệt mỏi vất vả thế nào, em đều sẽ ở bên anh. Nào, đứng lên. Chúng ta thử lại nào. Nào. Chậm thôi. Tốt. Cố lên. Tốt. Lại.
Chí Vĩ, khắp nơi bên ngoài đều đang đánh trận, song chủ của cháu lại cử cháu tới làm ở nơi xa như thế chứ? Cũng vì việc làm ăn trong xưởng mà. Với lại bà nội, ra ngoài đi dạo cũng tốt hơn ngồi trong phòng làm việc. Nếu mà xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Đâu phải cháu đi một mình. Với lại cháu lớn rồi, biết tự chăm sóc cho mình rồi. Cháu có lớn hơn nữa, trong mắt bà cũng chỉ là đứa trẻ, luôn khiến bà lo lắng. Bà, cháu biết rồi, bà đừng lo nữa. Tóm lại có cơ hội, cháu sẽ gọi cho bà báo bình an. Chỉ sợ cháu vừa ra ngoài là quên mất bà nội thôi. Cô gia, cô gia, cậu từ từ thôi. Người đâu, người đâu, người đâu? Tuấn Kiệt, chậm thôi, chậm thôi, không sao chứ? Tuấn Kiệt, không bị ngã chứ? Ma Tiết, đi làm việc đi. Có nghiêm trọng không? Không sao, cháu muốn sớm đứng lên được, nhất giả chút là cần thiết. Dục tốc bất đạt, cậu đừng miễn cưỡng bản thân. Tôi không vội sao được? Bây giờ quốc gia đang khó khăn, một người lớn như tôi chỉ có thể ngồi trong nhà, không có chút cống hiến nào. Đúng là tên ăn hại. Sao lại nói như thế chứ? Cháu từ tiền tuyến trở về vì cứu người mới bị thương, cháu là anh hùng. Sao có thể nói bản thân là ăn hại được chứ? Nếu cả đời này cháu không đứng lên được, không phải cháu chính là kẻ tàn phế sao? Tuấn Kiệt, cháu nhìn bà, đời này từng trải qua bao nhiêu gian khó, đã trải qua bao nhiêu dày dò, bà có ngã không? Không. Hôm nay bà vẫn đứng ở đây, vậy nên cháu sẽ đứng lên được. Chắc chắn cháu sẽ đứng lên được. Tin bà, chắc chắn có thể. Bà, cảm ơn bà. Tin bà, bà đã từng tuổi này rồi, có gì chưa trải qua, có chuyện gì chưa từng gặp, đúng không? Bà, cháu cũng có một yêu cầu. Nếu sau này cháu làm chuyện gì, bà đừng căng thẳng. Nếu ngày nào đó cháu đi tổng quân, cháu nói gì? Cháu muốn đi tổng quân. Vậy lần công tác này cháu đừng đi nữa. Cháu, được, cháu nghe lời. Cháu không đi nữa, cháu không nói nữa. Bà đừng giận. Bà nội, không sao, cháu không đi nữa. Chí Vĩ, anh phải ra ngoài sau. Đúng. Dùng núi Du Bắc, vừa hay có thể dùng tới máy ảnh anh mới mua. Nghe nói trong núi có thổ phỉ, anh phải cẩn thận. Cái gì? Có thổ phỉ? Đừng đi, cháu đừng đi nữa. Bà, cháu chỉ đi tìm nguồn hàng mới, không nguy hiểm thế đâu. Đúng, thật ra cũng không nghiêm trọng thế. Cháu tin Chí Vĩ biết cẩn thận. Đúng, bà không cần lo. Bà có thể không lo sao? Trong nhà có ai bà không lo? Như Vũ Hàm, nó ở bên ngoài, tuy không xa, cả ngày bà vẫn phải lo cho nó. Mẹ ngoan lắm, mẹ sẽ ăn ngủ đúng giờ, cụ không cần phải lo đâu. Khang Khang nhà chúng ta là ngoan nhất, phải không? Đúng, đúng rồi, mẹ ngoan lắm. Đúng rồi, hôm nay em đã xin nghỉ việc. Vì sao? Em nghĩ nếu đã muốn đón Khang Khang về, vậy thì em đích thân chăm sóc nó sẽ tốt hơn. Quả thật đây là cách tốt nhất với Khang Khang. Nhưng anh cả nói thế nào? Tạm thời sếp La vẫn chưa đồng ý, nhưng em đã quyết. Hơn nữa cũng đã chính thức nộp đơn xin nghỉ. Hạo Nhiên, anh thấy sao? Anh ủng hộ mọi quyết định của em, nhưng anh nghĩ anh cả chắc chắn sẽ không vui. Em không biết. Hạo Nhiên, em hy vọng anh có thể giải thích với anh cả giúp em. Đừng vì chuyện này khiến anh ấy không vui trong lòng. Được, đợi anh đi khám miễn phí quay về, anh sẽ nói chuyện với anh cả. Đừng lo chuyện này nữa, ăn cơm đi. Được. Sao thế? Chuyện gì mà vui thế?
Không có gì, chỉ là nghĩ tới Khang Khang sắp đoàn tụ với chúng ta, bất giác thấy vui. Sao không giữ cô ấy lại chứ? Ngay trước lúc tan làm, đột nhiên chủ nhiệm Tô nộp đơn xin nghỉ. Còn không kịp nói thì cô ấy đã đi rồi. Thái độ không ở lại của cô ấy rất rõ ràng. Nói ra cũng vô dụng. Chủ nhiệm Tô làm việc nghiêm túc, rất có trách nhiệm. Làm việc đâu ra đấy? Cô ấy rời đi là tổn thất của xưởng. Nhưng cô ấy nói muốn chăm sóc cho con, không cho cô ấy đi. Ngược lại chúng ta thành không có tình lý. Tôi biết rồi. Cậu đi làm đi. Dừng. Nó không làm là không làm. Cô chỗ tôi là gì? Alo, cha nuôi, là con. Tiêu Kiếm, chuyện gì? Con hẹn cô Gia Lệ cho cha rồi. Vậy tốt, theo sắp xếp của con. Dân. Ma Tiết. Ma Tiết. Lão phu nhân có gì căn dặn? Thợ sửa ống nước khi nào mới tới? Tôi vừa gọi điện, nói thợ không có đó, phải chờ họ quay về mới tới sửa được. Dục thêm đi, đừng làm lỡ thời gian tốn kiệt tới bệnh viện tập phục hồi chức năng. Dân, lão phu nhân, Ma Tiết không cần đâu. Bà, không cần lo, một mình cháu được mà. Vậy mà sao được, một mình cháu đi, bà không yên tâm. Cụ, có thể đi cùng bác. Cụ xem, cháu biết đẩy xe lăn. Đừng cố gắng nữa, cháu đẩy không nổi đâu. Chắc chắn là thợ tới, mau đi mở cửa. Dân. Lão phu nhân, không phải thợ, là Vũ Hàm tiểu thư. Bà, là cháu. Mẹ, chúng ta cùng bác tới bệnh viện. Tuấn Kiệt, anh sao thế? Sao phải tới bệnh viện? Hạo Nhiên nói Tuấn Kiệt cần theo lịch tới bệnh viện tập phục hồi chức năng. Bình thường đều là Ma Tiết đi cùng. Hôm nay ống nước trong nhà bị hỏng, cháu tới vừa đúng lúc. Cùng Tuấn Kiệt tới bệnh viện một chuyến đi. Bà, cháu không biết phục hồi chức năng. Cháu sợ cháu đi cũng không giúp được gì. Y tá trong bệnh viện sẽ làm thay. Cháu ở bên cạnh nó là được rồi. Không sao, không thiếu một lần này. Hôm nay cháu không đi nữa. Vậy sao được? Hạo Nhiên nói phải tập đúng lịch mà. Tuấn Kiệt, nhất định cháu phải mau khỏe lại. Bà chờ cháu đứng lên, cùng bà đi ăn một bát sủi cảo cay. Bà, cháu ngồi xe lăn cũng có thể cùng bà đi ăn sủi cảo cay. Không được, bà nhất định phải khiến cháu đứng lên, cùng bà ăn một bát sủi cảo cay. Bà, cũng tới lúc lấy thuốc cho lão phu nhân. Vốn hôm nay tôi định tới bệnh viện làm một thể. Nếu hôm nay không đi, ngày mai lão phu nhân không có thuốc uống. Tuấn Kiệt, em đi cùng anh. Bà, tiền thể cháu, lấy thuốc cho bà luôn. Cảm ơn cháu. Vũ Hàm, cùng đi được không? Được ạ. Cô xem bài này, rõ ràng nhắm vào Lị Lị. Vì mà lớn tuổi vẫn thước tha, bám được quyền quý, bà lên được đầu cành làm phượng hoàng. Thật ra chị cũng có cơ hội giống Lị Lị. Từ bỏ đáng tiếc lắm. Tôi là con dâu nhà họ Tô, đời này đã không còn khả năng. Chị đúng là người chung thủy. Tô Bá Dung ở dưới đất chắc chắn cười không khép được miệng. Bá Dung thế nào tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là suy nghĩ của bản thân. Chị đừng nói một đằng làm một nẻo. Cô Tiêu Kiếm, sao cậu tới đây? Cháu gọi điện tới nhà cô Đỗ. A Quế nói các cô đang ở đây. Tìm tôi có chuyện gì? Bệnh của Chu Đồng tái phát, đã đưa tới bệnh viện, hình như rất là nghiêm trọng. Ở bệnh viện nào? Cháu đưa cô qua đó, xe đang chờ bên ngoài. Cháu ra ngoài chờ cô, được. Nhân Mỹ, vậy tôi đi trước đây.
Không phải nói tới bệnh viện sao? Đây là đâu? Cô, cháu xin lỗi. Thật ra Vũ Đồng không sao. Chỉ là lệnh của cha nuôi cháu, cháu không thể không nghe. Chỉ đành nghĩ ra hạ sách này để lừa cô. Cha nuôi cậu là ai? Cô vào là sẽ biết. Nếu cậu không nói, giờ tôi sẽ đi luôn. Cô phải tin cháu. Sao cháu lại hại cô? Cô gặp là sẽ biết. Tiêu thiếu gia, thím Vạn, phiền thím đưa cô vào. Đi đi cô. Bà ngồi chờ chút, lão già sẽ xuống ngay. Gia Lệ, hoan nghênh, hoan nghênh. Muốn gặp mặt em khó quá. Muốn gặp tôi thì nói rõ là được. Cần gì bảo Tiêu Kiếm làm thế? Nếu thật sự dễ mời được em như thế, tôi đã không cần tốn công sức như thế này. Đừng trách tôi. Anh tốn công sức thế này để gặp tôi, rốt cuộc gì, việc gì? Nào, ngồi đi. Nhưng Mỹ không cho em gặp tôi, phải không? Thực ra em không nói tôi cũng biết. Hôm đó trong điện thoại tôi đã cảm nhận được có điểm không đúng. Sau đó em liền không liên lạc với tôi nữa. Tôi lập tức đoán ra phần lớn rồi. Dù sao, đây cũng là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Có gì anh cứ nói rõ luôn đi. Tôi hy vọng sau này chúng ta đừng qua lại nữa. Nhưng Mỹ uy hiếp em. Quấy không uy hiếp tôi, là ý nguyện của bản thân tôi. Vì sao? Vì sao Phùng Gia Lệ trước giờ không để ai vào mắt, lại hoàn toàn nghe theo Nhân Mỹ chứ? Nhà họ Tô chúng tôi gặp nạn tới Trùng Khánh, không quen không biết nơi này. Nếu không phải Nhân Mỹ, cả nhà chúng tôi một nơi che mưa che gió cũng chẳng có. Đúng. Con người tôi cả đời chẳng hiểu gì, nhưng tôi hiểu phải biết ơn. Biệt thự là tôi mua cho Nhân Mỹ. Sao? Công lao tính hết cho cô ấy. Ai bỏ tiền mua nhà tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết chủ nhân của căn nhà đó là Nhân Mỹ, là cô ấy cho chúng tôi ở lại. Chẳng qua là một căn nhà mà thôi. Có ân tình lớn như thế sao? Đến người kiêu ngạo sĩ diện như em cũng nhẫn nhịn với cô ấy. Tôi cảm kích cô ấy không chỉ vì căn nhà này. Điều tôi cảm kích cô ấy là phần tình cảm đưa tay ra lúc khó khăn với tôi. Hơn nữa tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy. Tôi không nói cô ấy biết chuyện trước đây sớm hơn, nói cho Nhân Mỹ, để cô ấy nghe từ miệng của người khác, khiến cô ấy đau lòng. Tôi cảm thấy áy náy. Đủ rồi, đủ rồi. Tôi biết em rất cảm kích Nhân Mỹ. Vậy rốt cuộc phải làm sao? Nó khiến em không cảm thấy nợ cô ấy. Em cứ việc nói, tôi giúp em trả phần ân tình này. Vậy tôi nói cho anh, tôi muốn anh và Nhân Mỹ ở bên nhau. Anh giúp tôi việc này được không? Em có biết, từ khi tôi gặp em, trong tim tôi đã không còn Nhân Mỹ nữa. Nhưng giữa anh và cô ấy có tình cảm nhiều năm như thế, không phải chuyện một, hai ngày. Tôi muốn anh trân trọng cô ấy, đừng làm tổn thương cô ấy, càng đừng kéo theo tôi. Không phải tôi muốn kéo theo em, là Nhân Mỹ khiến tôi quá thất vọng. Tôi không muốn tạm bợ thế này nữa. Tạm bợ? Một người phụ nữ từ năm 20 tuổi đã bắt đầu theo anh. Cô ấy đã dành hết thanh xuân đẹp nhất cho một mình anh, một lòng với anh như thế. Cô ấy rốt cuộc gì, điều gì? Vì tôi là La Hạo Đông, có tiền có thế, không phải kẻ bình thường. Anh sai rồi. Đàn ông có tiền có thế rất nhiều. Nhiều năm nay anh không cho Nhân Mỹ bất cứ danh phận nào, cô ấy vẫn theo anh. Anh có từng nghĩ là gì sao không? Vì cô ấy yêu anh. Hai người bên nhau nhiều năm như thế, dù không có tình yêu cũng có tình cảm. Anh thật sự nhẫn tâm dứt bỏ cô ấy như thế sao?
Nhiều năm nay cô ta theo tôi, muốn gì có đó, hưởng hết vinh hoa phú quý. Tôi chia tay với cô ta, tôi cho cô ta tiền, sắp xếp cho cô ta, thế còn chưa đủ trách nhiệm sao? Đàn ông các anh cho rằng có tiền là có tất cả, là có trách nhiệm sao? Anh sai rồi, tôi nói cho anh biết, điều nhân Mỹ cần không phải là tiền, mà là anh. Cô ấy muốn ở bên anh cả đời, anh chịu nổi trách nhiệm như thế không? Việc này là không thể. Gia Lệ, từ khi gặp em, trong tim tôi chỉ có em. Thật sự tôi rất muốn cùng em, chúng ta bên nhau. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Gia Lệ, Gia Lệ, đừng đi. Anh yêu em, anh không yêu nhân Mỹ, anh yêu chỉ có mình em. Anh buông tôi ra. Tôi không muốn nghe anh nói lung tung. Nghe anh nói, từ sau khi mẹ Annie qua đời, anh chỉ sống như vậy mười mấy năm. Gặp lại em mới khiến anh thức tỉnh từ trong mộng. Trước đây anh để mất em, bây giờ anh không thể để em rời xa anh nữa. Buông tôi ra. Anh buông tôi ra. Buông tôi ra. Tôi sẽ không ở bên anh. Anh tự bỏ suy nghĩ đi. Vì sao? Suốt cuộc là vì sao? Anh hiện giờ có tiền có thế, so với tôi bao dung năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Vì sao em vẫn không theo anh chứ? Vì tôi không yêu anh. Bất kể anh có tiền có thế thế nào, tôi cũng sẽ không chọn anh. Sau khi Bá Dung chết, tâm tôi như nước lặng rồi. Tôi chỉ hy vọng nhà họ Tô chúng tôi suôn sẻ, con cái bình an. Hơn nữa, với thân phận địa vị hiện giờ của anh, phụ nữ kiểu nào mà không tìm được, tôi xin anh đừng làm khó tôi. Tôi và nhân Mỹ tình như chị em. Tôi không muốn mất người bạn này. Xin anh tha cho tôi được không? Em càng từ chối tôi càng phải có được em. Alo, xin chào. Tôi muốn hỏi một chút, Vũ Đồng tiểu thư bệnh tình hiện giờ sao rồi? Tiểu thư nhà chúng tôi không sao. Nhưng tôi nghe nói chứng khó thở của cô ấy phát tác. Có phải bà nhầm không? Tiểu thư nhà chúng tôi ốm đâu? Đâu có. Cảm ơn. Xin chào, bất động sản Tiêu Thị, tìm ai? Xin lỗi, tôi gọi nhầm. Kỳ lạ. Phùng Gia Lệ, chị lại cùng với người khác lừa tôi. Phùng Gia Lệ chơi chiêu này trước mặt mình, rốt cuộc là giấu mình chuyện gì? Chắc chắn liên quan tới Hạo Đông. Chị ta và Hạo Đông gặp mặt nhau nữa sao? Đi lâu như thế,
hai người làm cái gì chứ? Người này là con trai của cô sao? Sao cậu ta lại làm việc cho sếp La thế? Họ Đông nhà chúng tôi thích dùng người mình, không phải là yêu ai, yêu cả đường đi chứ. Cô có ý gì? Trước đây sếp La từng theo đuổi Gia Lệ, không phải cô không biết chứ? Chị ta, chắc chắn chị ta âm thầm qua lại với Hạo Đông. Tô phu nhân, bà đã về. Tiểu thư đâu rồi? Đang nghỉ trong phòng. Hôm nay tâm trạng tiểu thư không được tốt lắm. Con gái chị lại không sao. Tôi đã gọi điện kiểm chứng. Vũ Đồng không hề bị ốm. Tôi cũng bị Tiêu Kiếm lừa. Vì sao Tiêu Kiếm phải lừa chị chứ? Cậu ta có gì phải lừa chị? Nếu con gái chị không sao, thời gian lâu như thế, chị đã đi đâu? Làm những gì? Vì sao muốn thông đồng với người khác lừa tôi chứ? Có phải chị đã làm chuyện có lỗi với tôi không? Có phải chị đã lén gặp mặt Hạo Đông không? Chị nói đi, đừng hỏi nữa. Một người đàn ông không đặt cô trong mắt, không đáng để cô lưu luyến nữa. Đừng chờ Hạo Đông nữa, anh ta không đáng. Có phải chị biết gì đó? Chị mau nói, chị nói mau đi. Hôm nay nếu chị không nói rõ, tôi và chị không xong đâu. Hạo Đông sẽ không lấy cô đâu. Đừng lãng phí thời gian vào anh ta nữa. Đánh là thương, mắng là yêu. Tôi và Hạo Đông cãi nhau là chuyện cơm bữa. Nếu không phải chị xuất hiện, chị làm loạn bên trong, khiến chúng tôi chó gà không yên. Tôi và Hạo Đông đã làm quà lâu rồi. Giờ chị còn tới lừa tôi. Lừa tôi, nói Hạo Đông không cần tôi nữa. Nhân Mỹ, hy vọng cô có thể đối mặt với hiện thực. Cô đừng chấp mê bất ngộ nữa. Thật sự tôi không nhẫn tâm nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Chị tưởng tôi không biết chị có ý đồ gì sao? Thật ra chị muốn dỗ tôi, khiến tôi từ bỏ Hạo Đông, tiện cho chị và anh ấy thành đôi. Đây là điều chị luôn muốn, có phải vậy không? Nhưng tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không để chị là La phu nhân. Không thể nào. Tôi không để chị đạt được như ý. Được. Cô mắng tôi, cô trách tôi, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn nói với cô, nhìn rõ hiện thực. Đừng tự mình dạy dò mình như thế nữa. Chị bớt ở đây mèo khóc chuột. Tôi và Hạo Đông biến thành như hôm nay đều do chị hại. Tôi coi chị như chị em tốt, móc tim móc phổi ra cho chị. Chị lại cướp người đàn ông của tôi. Sao chị có thể như thế? Chẳng trách chồng lấy bà ba, không thèm chị. Đáng đời chị mất chồng thành quả phụ. Đáng đời con trai không thèm để ý tới chị. Đây là báo ứng của chị. Đây chính là báo ứng, chị biết không? Tiểu thư, cô Minh gọi tới tìm cô. Nhân Mỹ, bác con mất rồi. Bác mất rồi, con mau về đi.
con về ngay. Cô yên tâm đi đi. Tôi sẽ không có bất kỳ qua lại nào với Hạo Đông đâu. Chị, chị nhất định phải nói lời giữ lời. Chị từng thề, đời này tôi chỉ yêu một mình La Hạo Đông thôi. Chị hứa với tôi. Chị hứa với tôi. Hứa với tôi. Chắc chắn tôi sẽ giữ lời hứa. Hứa với tôi. Chị nhất định phải hứa với tôi. Tôi hứa. Tôi hứa. Khang Khang, đừng chạy lung tung. Khang Khang, mẹ đi lấy thuốc cho cụ. Con ở đây chơi với bác một lát nhé, được không? Vâng ạ. Tuấn Kiệt, anh trông nó giúp em nhé. Được, không thành vấn đề. Khang Khang, cẩn thận, đừng để bị da đập. Khang Khang. Khang Khang. Khang Khang. Khang Khang. Chú ơi, đó là ô tô đồ chơi của cháu. Có thể trả cho cháu không? Gọi người lớn nhà cháu tới. Chú sẽ trả cho cháu. Trả cho cháu xe ô tô đồ chơi của cháu. Trả cho cháu. Trả cho cháu xe ô tô đồ chơi của cháu. Khang Khang, đấy là xe đồ chơi của cháu. Trả cho cháu. Quang. Quang. Đứng lại. Quang, bác đợi cháu. Khang Khang. Tuấn Kiệt. Khang Khang. Khang Khang, mẹ ở đây. Khang Khang. Tiếng cảnh báo không kích. Khang Khang. Tuấn Kiệt. Khang Khang. Khang Khang. Hai người ở đâu? Nguy hiểm. Mau tránh vào hầm phòng không đi. Bác, tới đây. Được, không sao. Khang Khang ngoan. Bác, trong này đáng sợ quá. Không cần sợ, có bác ở đây. Không sao. Không sao, không sao. Là giả thôi. Khang Khang. Khang Khang sao thế? Không sao. Không sao, Khang Khang. Khang Khang. Khang Khang. Nào, Khang Khang. Cắn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Khang Khang, Khang Khang, Tuấn Kiệt, Khang Khang, Khang Khang, Khang Khang, Khang Khang, Vũ Hàm, Vũ Hàm, Tuấn Kiệt, Vũ Hàm, Khang Khang, Khang Khang, sao thế? Mau tìm bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, mau cứu thằng bé, mau, mau lên. Tuấn Kiệt, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Lúc Khang Khang phát bệnh, mai có anh ở đó. Nếu không hậu quả, không dám tưởng tượng. Cảm ơn anh. Cho dù không phải Khang Khang, cho dù là người anh không quen, anh cũng sẽ làm thế. Đúng. Chắc chắn Khang Khang sợ lắm. Đúng thế. Bị quân Nhật hại. Bệnh này của thằng bé không chịu nổi kích thích, là tiếng cảnh báo dọa nó sợ. Vũ Hàm, vừa rồi anh đã thấy Quang. Quang, chính là Quang mang con quỷ đại phát đi, bán trộm máy móc đó sao? Lúc anh muốn gọi người tới giúp bắt cậu ta, đúng lúc chuông cảnh báo vang lên, ai cũng vội lo cho mình, không ai giúp được anh cả. Quốc hận thù nhà ở ngay trước mắt. Anh lại bị giam trên chiếc xe lăn này. Anh chẳng làm được gì cả. Sao anh lại vô dụng như thế chứ? Anh đừng như thế. Anh xem, tay của anh chảy máu rồi kìa. Em đi gọi y tá. Em đừng đi đâu cả. Không cần phải lo. Sao lại không cần lo? Anh xem, chảy máu luôn rồi. Anh khó khăn mới có thể làm chút việc cho em. Anh mới cảm thấy bản thân có chút hữu dụng với em. Em biết anh vui như thế nào không? La phu nhân, liên lạc với bác sĩ La rồi. Anh ấy đang trên đường tới bệnh viện. Cảm ơn cô. Không có gì. Về chuyện của Quang, anh định làm như thế nào? Anh muốn tạm thời giữ bí mật trước. Bây giờ còn chưa biết tình hình Quang thế nào. Tùy tiện nói ra, anh sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Anh vẫn muốn lấy lại tiền và máy móc. Không thể để cậu ta chuồn mất. Nhưng chuyện này đừng để cho bà biết. Bất kể thế nào, họ là họ hàng. Bà vẫn luôn rất áy náy về chuyện này. Vũ Đồng, Vũ Đồng, sao em tới đây? Em gọi điện về nhà. Má Tiết nói Vũ Hàm cùng anh đi tập phục hồi chức năng. Em ngại phiền người ta nên tới đón anh về nhà. Vũ Hàm, phiền cô rồi. Không phiền, tôi tới lấy thuốc giúp cho bà, thuận tiện đưa Tuấn Kiệt qua đây. Khang Khang thế nào rồi? Giờ không sao rồi, nằm viện tiện quan sát. Có lẽ không có gì đáng ngại. Cô nhớ về nói với bà một tiếng, tránh để bà cao tuổi phải lo lắng. Được, cô yên tâm đi. Đúng rồi, đây là thuốc của bà, phiền cô mang về. Được. Vũ Hàm, vậy tôi cùng Tuấn Kiệt về trước. Nếu cô có việc gì, nhớ báo cho chúng tôi biết bất cứ khi nào. Được. Đi nhé. Tuấn Kiệt, sao tay của anh lại bị thương vậy? Vừa nãy lúc gian tiếng cảnh báo, không biết bị thương ở đâu. Cậu chắc như vậy thông hành được sao? Được rồi, cảm ơn. Nhân Mỹ, bên ngoài giờ loạn lắm,
Anh cử xe đem tới trạm tàu hỏa, như vậy nhanh hơn. Chị Gia Lệ, cùng đi đi. Được, thuận tiện tôi về xem nhà họ Tô. Vũ Hàm, Hạo Nhiên, anh đã nghe nói rồi. Anh kiểm tra tình hình của con trước. Tốt, Khang Khang không sao. Em yên tâm đi. Anh nghe y tá nói mới biết được tình hình xảy ra ở đây. Tuấn Kiệt đâu rồi? Tuấn Kiệt, Vũ Đồng đón về rồi. Hôm nay mai có Tuấn Kiệt. Nếu không Khang Khang thật sự rất là nguy hiểm. Tuấn Kiệt vì cứu thằng bé, tay bị cắn tới chảy cả máu. Quả nhiên thiên tính cha con. Xin lỗi, anh quên. Bố, Khang Khang, con nói bố nghe, con có chỗ nào không khỏe nữa không? Giờ không còn nữa, nhưng vừa nãy con rất sợ. Sợ máy bay hay là sợ bơm? Không phải, là xương người chết. Đâu ra xương người chết? Có mà, ở trong một căn phòng có một bộ xương người chết rất là to. Đó là mô hình, đồ giả. Bố, trong bệnh viện cũng có trẻ con hư sao? Vì sao con nói thế? Cụ nói đứa trẻ hư mới nghịch ngợm dọa người. Vậy nên chắc chắn là do đứa trẻ hư mang đi dọa người. Đúng rồi. Bố ơi, đúng không ạ? Nhóc con, bệnh viện không có đứa trẻ hư. Mô hình đó dùng để dạy học, để họ biết xương người trông như thế nào. Học được mới có thể chữa bệnh cho người khác. Vậy con cũng muốn học. Con không sợ sao? Là đồ giả thì con không sợ. Thông minh lắm, giỏi thật. Khang Khang, bố còn có việc, con phải ngoan đấy. Bố rảnh sẽ tới thăm con. Mẹ đi tiễn bố nhé. Vũ Hàm, em có thể nói cho anh biết nguyên nhân nghỉ việc thật sự của em không? Anh cả cứ muốn để Tiêu Kiếm đến làm người phụ trách dự án của Đại La. Em không muốn làm chung với Tiêu Kiếm. Cũng không hoàn toàn là thế. Thực ra trong công việc, em và Tiêu Kiếm cũng không hay gặp nhau. Chỉ là em cảm thấy cậu ta không có kinh nghiệm về công việc của xưởng sợi. Đột nhiên cậu ta nhận việc, trong xưởng có rất nhiều bình luận xấu về anh cả. Chẳng qua em tốt bụng mới khuyên anh cả. Nhưng em thật sự không ngờ anh ấy hoàn toàn không lắng nghe. Có phải anh ấy còn nói nặng lời không? Anh, sao anh biết? Anh ấy là anh của anh còn không hiểu hay sao? Đúng thế. Vậy nên anh biết không, khi đó thật sự em rất buồn. Vũ Hàm, anh nói là nếu như, nếu người này không phải Tiêu Kiếm, em vẫn sẽ xin nghỉ việc sao? Hạo Nhiên, em tưởng em nói cho anh cũng sẽ tán đồng suy nghĩ của em. Em không ngờ anh giống anh cả của anh. Các anh hoàn toàn hiểu nhầm em. Các anh cảm thấy em vì ân oán cá nhân có phải vậy không? Anh từng nói anh ủng hộ bất kỳ quyết định gì của em. Anh chỉ muốn biết nguyên nhân thật sự. Nhưng lời vừa nãy của anh không khiến em cảm thấy như thế. Bác sĩ La, anh cả, sao anh tới đây? Có lẽ chú biết vì sao anh tới tìm chú. Vũ Hàm nghỉ việc, có lẽ hơi kích động. Nhưng em tôn trọng quyết định của cô ấy. Còn về chuyện cô ấy có quay về không, phải tùy theo cô ấy. Xưởng dệt là bố để lại. Theo lý, chú cũng có trách nhiệm. Nhiều năm nay, anh gọi chú về giúp, chú không chịu. Anh đều kệ chú. Nhưng lần này,
Bất kể thế nào, chú cũng phải giúp anh giữ Tô Vũ Hàm lại. Cái khác anh không nói, chỉ nói hiện tại Vũ Hàm là em dâu của anh. Cô ấy nói đi là đi, người không biết sự tình, còn cho rằng anh không giữ được cả người của mình. Vậy người trong xưởng sẽ nhìn ông chủ như anh như thế nào đây? Công ty có quy tắc của công ty, chưa được công ty phê chuẩn đã đi. Chú nói xem trong lòng cô ấy còn có người anh này không. Em sẽ cố gắng khuyên. Chú nghĩ xem, hoạt động gây quỹ kháng chiến cứu quốc do giới công thương sắp xếp, anh là người khởi xướng. Vào lúc quan trọng này, anh cần Tô Vũ Hàm giúp anh trụ tính. Việc lớn như thế, không có cô ấy, một mình anh phải làm sao? Anh cả, anh cả, anh đừng làm khó Hạo Nhiên, em lập tức quay về làm việc. Giờ trước mặt Hạo Nhiên, anh đảm bảo với em, sau này công việc của em và Tiêu Kiếm không liên quan tới nhau. Em làm việc của em, cậu ấy làm việc của cậu ấy, như vậy là được rồi chứ. Anh, em không có ý này. Được rồi, không cần nói nữa. Sau này đừng càng cửa với anh cả. Chúng ta là người một nhà, người nhà mình còn không giúp được người nhà mình, vậy được không? Được rồi, ngày mai Vũ Hàm sẽ đi làm lại, đừng nói nữa. Cũng không cần quá vội. Em ở cạnh con thêm vài ngày, sau đó yên tâm trở lại làm việc. Hay thế này, cho em nghỉ phép 2 ngày trước. Vậy em cảm ơn anh. Anh đi trước đây. Uống nước đi. Cảm ơn em. Cẩn thận nóng đó. Anh nghĩ gì thế? Không nghĩ gì. Anh thích Khang Khang có phải gì? Ý em là anh yêu thương Khang Khang hơn bình thường. Nhà chúng ta thiếu trẻ con. Em không cảm thấy Khang Khang mang tới cho nhà chúng ta rất nhiều niềm vui sao? Ban ngày em có thể đi làm, còn anh chẳng đi đâu được cả. Cả ngày nhốt trong nhà. Anh thật sự không dám tưởng tượng nếu không có Khang Khang, ngày tháng của anh trôi qua thế nào. Anh sẽ không như thế này mãi. Chân anh nhất định sẽ khỏe lại. Đúng rồi, hôm nay tập phục hồi thế sao? Có đỡ hơn không? Cảm giác đỡ hơn nhiều rồi. Anh rất hy vọng có thể sớm khỏe lại. Có rất nhiều chuyện đang chờ anh làm. Anh phải đi đánh Nhật. Anh phải xây dựng lại Đại Phát. Anh còn phải tìm ra Hoa An, ép cậu ta trả lại tiền và máy móc cho nhà họ Tô. Anh phải xây dựng lại bột mì Đại Phát. Phương tiên sinh, không sao chứ? Không sao, nào, đứng lên, chúng ta tiếp tục nào. Nào, nào, cố lên, tiếp tục đi về phía trước. Từ từ, Phương tiên sinh, cố lên.
Nào, đúng rồi, tốt hơn nhiều rồi. Tiếp tục, cố lên. Tiếp tục, đi về phía trước, từ từ. Cố lên. Nhanh lên, tranh thủ thời gian. Còn mấy chuyến nữa phải chuyển. Đừng vội, chờ tôi ghi số lô rồi cho lên. Tôi nói tương đối là được rồi. Dù sao đưa tới một nơi, biết là được rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Gì mà tương đối là được? Gì không phải làm như cậu. Nhỡ mai sót một thùng, tới khi đó tôi tìm ai đòi? Cô muốn làm rõ, toàn bộ sự việc do tôi phụ trách. Nếu làm lỡ thời gian, không phải chuyện một thùng hàng có thể giải quyết. Anh phụ trách việc của anh, tôi phụ trách việc của tôi. Chúng ta lo việc nấy, chịu trách nhiệm của mình. Xin anh đừng can thiệp, tôi làm việc. Tôi kiếm. Đừng cãi nhau, chuyển mau đi. Mau lên, tranh thủ thời gian. Ông chủ, đã chuyển xong rồi, vừa đủ 30.000 lô. Sếp La, cảm ơn ông. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, tiền mặt vẫn chắc chắn hơn. Ông chủ, tiền ở đây cả, ông kiểm tra xem. Tiêu kiếm, cha nuôi, để cha giới thiệu. Tiêu kiếm, Kim tiên sinh. Kim tiên sinh, chào anh. Chào anh. Tiêu kiếm, đếm tiền trong vali giúp cha. Dân. Sếp La, mời qua bên kia nói chuyện. Sếp La, bạn tôi hy vọng xưởng công có thể tiếp tục sản xuất băng gạt. Các ông sản xuất bao nhiêu, họ lấy bấy nhiêu. Là thế này, tiếp tới đây phải chuẩn bị hoạt động gây quỹ của giới công thương sẽ rất bận. Chuyện giao dịch với cậu tôi giao cho Tiêu Kiếm xử lý. Đúng rồi, bên mua của cậu là ai thế? Cần lượng lớn như thế, chỉ có thể cho ông biết là người có thực lực. Chuyện khác tôi không tiện nói nhiều. Sếp La, nếu chúng ta hợp tác vui vẻ, sẽ còn nhiều vụ buôn bán kiếm tiền hơn nữa ở phía sau. Buôn bán gì? Súng, đạn. Tốt quá rồi, có thể đi mấy bước rồi. Cố lên, tiếp tục. Trịnh Dục, giỏi quá, cậu phục hồi rất nhanh. Tôi cũng không ngờ, cuối cùng tôi có thể rời khỏi xe lăn, tự mình bước đi. Không gì có thể quật ngã được cậu, trước giờ cậu vẫn thế. Trịnh Dục, cậu tới vừa đúng lúc, tôi có chuyện muốn tìm cậu. Chúng ta ngồi xuống nói. Được, nào. Cậu còn nhớ phó tổng quan của Đại Phát không? Nhớ. Không phải cậu ta ôm tiền lặng mất rồi sao? Nào, cậu ta đã trở về. Đợt trước tôi thấy cậu ta ở bệnh viện. Vậy thì lạ. Nếu cậu ta thật sự ôm tiền lặng mất, còn dám quay về sau, để nào đổ quan cho cậu ta? Khi đó tôi gọi cậu ta lại ngó lơ, còn hoảng hốt chạy mất. Vậy chứng tỏ trong lòng cậu ta có điều khuất tất. Cậu muốn làm gì? Tôi phải tìm thấy quan, ép cậu ta trả lại tiền và máy móc. Trình Dung, tôi muốn nhờ cậu dùng quan hệ của cậu tìm cậu ta giúp tôi. Chỉ cần cậu ta ở Trùng Khánh thì dễ xử lý. Để tôi tìm cách. Cảm ơn nha. Cảm ơn gì chứ, chúng ta là anh em tốt mà. Cảm ơn cậu.
Sao thế? Không đúng. Thế này hình như là ngày càng đi vào trong núi. Không phải lạc đường rồi chứ? Không phải nói con đường này anh đi 7-8 lần rồi sao? Đúng thế. Tôi cũng không hiểu là làm sao. Anh nghĩ thêm xem, có phải đi nhầm ở ngã ba trước đó không? Có khả năng. Nếu như vậy, vậy thì thảm rồi. Dùng núi này đi nhầm một ngã ba sẽ càng đi càng xa. Đúng là miệng quạ, nói lạc đường là lạc đường. Chúng ta ra ngoài mấy ngày rồi, nếu không tìm được bên cung ứng số lượng lớn, quay về chắc chắn bị sếp la mắng. Chúng ta đi men theo đường cũ, tìm thấy đều là dãy hộ nông nhỏ lẻ. Không thì chúng ta làm liều, tiếp tục tiến về phía trước, tìm một nơi chưa được khai phá, có thể sẽ có cơ hội. Nói không chừng chúng ta còn mèo mù vớ cá rán. Anh không cần lo, anh đi tới đây chắc chắn là sông Gia Lăng. Tới sông Gia Lăng, anh còn không tìm được đường về sau. Vậy được, nghe theo cậu. Đi. Bây giờ bên ngoài đâu đâu cũng có cảnh báo đột kích, nguy hiểm vô cùng. Con đó, mau chuyển về nhà ở đi. Mọi người có chết cũng chết cùng nhau, đúng không? Thật ra con nằm mơ cũng muốn về nhà ở, chỉ là sợ chí vĩ. Không sao, chỗ chí vĩ có mẹ mà, để mẹ nói với nó. Vậy để mẹ phải vất vả rồi. Nhắc tới cũng kỳ lạ, đứa nhỏ Chí Vĩ này đi công tác lâu vậy rồi cũng không gọi một cuộc điện thoại về nhà. Chắc không xảy ra việc gì chứ? Mẹ, không phải Chí Vĩ đi mở rộng nghiệp vụ sao? Đúng thế. Chắc không sao đâu, đúng không? Có thể có việc gì được chứ? Mẹ nói bừa thôi, chỉ là mẹ thấy nhớ nó mà. Chí Vĩ nhà chúng ta đầu vuông tay lớn, có phúc lắm, sao có chuyện được chứ? Có phải vậy không? Mong là vậy. Được như mẹ nói. Sao thế? Có tâm sự sao? Con muốn từ tháng sau đưa tiền thuê nhà cho Nhân Mỹ. Con không muốn nợ cô ấy. Đúng thế. Cứ nợ ân tình người ta mãi cũng không phải cách. Nhưng tiền thuê nhà lấy từ đâu ra chứ? Đừng lo vội, đợi chúng nó về, cả nhà cùng bàn, gom góp lại. Nếu con có công việc thì tốt rồi, nhưng con chẳng có tài cán gì, chẳng đóng góp được gì cho cái nhà này. Con đừng nói thế. Đỗ tiểu thư không thu tiền nhà của chúng ta không phải điều nể mặt của con sao? Đây chính là đóng góp cho nhà họ Tô rồi, đúng không? Gia Lệ, lần này con về đã thay đổi không ít. Chào cô. Tôi chủ nhiệm, cuối cùng cô cũng đi làm. Tôi nhìn cả bụng tức, không có ai để nói. Sao thế? Tức giận cũng không nhỏ nhỉ. Ai thế? To gan thế, dám chọc giận cô. Chuyên viên Tiêu. Tiêu Kiếm, chính là cậu ta. Hôm xuất hàng, sự việc vốn rất là bình thường, cậu ta làm ra vẻ thần kỳ, còn chỉ tay năm ngón với tôi. Xuất hàng? Xuất hàng còn gì phải thần bí? Chính là 30.000 lô băng gạc chúng ta sản xuất ngày đêm đó. Cái gì? 30.000 lô băng gạc đó đã xuất hàng rồi sao? Nhanh vậy sao? Kỳ lạ.
Hàng đã xuất đi, sao không nghe Hạo Nhiên nhắc tới chứ? Cô có nghe tôi nói không đó? Tôi đang nghe. Cô nói tiếp đi. Cô nói xem, Tiêu Kiếm đó đúng thật là cậu ta nhàn rỗi, còn ngày ngày khua tay múa chân. Anh về rồi đây. Trời mưa sao? Trời vừa đổ mưa, giao thông bên ngoài kẹt cứng luôn. Thế nào, có bị ướt không? Không sao. Xem là bán tiền đó khác anh đây. Mai thật, vừa về kịp ăn cơm. Còn không phải sao? Mau lên, ăn cho nóng. Thơm thật đấy. Đúng rồi, anh lấy được băng gạc anh cần chưa? Băng gạc nào? Chính là 30.000 lô băng gạc đó. Nói là 30.000 lô băng gạc đó đã xuất hàng từ 2 hôm trước rồi. Chưa. Hôm qua anh còn gọi điện giục anh cả. Anh ấy nói đang vội làm, bảo anh đừng lo. Có phải em nhầm rồi không? Sao em nhầm được? Hôm nay chủ nhiệm Vương nói với em có gì chuyện trình tự xuất hàng, còn cãi nhau với Tiêu Kiếm. Lẽ nào anh cả lừa anh? Hạo Nhiên! Hạo Nhiên! Ô! Hạo Nhiên, sao lại rảnh tới đây thế? Anh cả, em có chuyện muốn hỏi anh. Có phải Vũ Hàm đã nói gì rồi không? Băng gạc đã xuất hàng chưa? Xuất rồi. Sao chưa tới địa chỉ mà em cần? Đưa cho nơi khác. Đưa nơi khác. Thế chuyện anh hứa với em thì tính sao đây? Hạo Nhiên, chú đừng sốt ruột. Hiện giờ trong xưởng đang tăng ca, đợt sau chắc chắn sẽ đưa chú. Đợt sau cần chờ tới khi nào? Anh lẽ nào không biết? Tuyền tiếng chờ mà lòng nóng như lửa đốt. Nhiều chiến sĩ bảo vệ quốc gia đau đớn rên rỉ, anh lại không coi ra gì? Nếu gì thấy ảnh hưởng tới cứu chữa thương binh mất mạng, lương tâm của anh có thấy yên ổn nổi hay không chứ? Người anh bán băng gạt cho cũng là một bệnh viện, họ cũng vì cứu người. Lương tâm của anh sao là không yên bình được chứ? Nhưng em đã hứa với người ta rồi. Em không tin, anh biết không?